Ồ. Anh là nghệ sĩ gì? Chạy show. Ca sĩ mà chạy xe ôm. Chạy show. Chạy show ha. Lại. Đây ca sĩ, ca sĩ sao? Đây. Chào anh trai nha. Kính chào là có ca sĩ đến biến mộ của cậu Nam Vũ Linh nha cả nhà. Đến biến mộ của Nam Vũ Linh. Đây là anh ca sĩ khá là nổi tiếng. Nhan bên đây nè. Trời ơi tôi. Em tưởng anh đi kiếm cái gì? Để anh thắp nhang rồi bắt đầu ảnh sẽ tâm sự với mọi người nha. Hôm trình sẽ hỏi ảnh vài điều về cái gì em? Anh vào trong đây đố không anh ơi? Hôm nay vui quá mọi người ơi, có ca sĩ nhân ngày khắc bia mộ trên mộ cậu là ca sĩ đến luôn nha. Có một đoàn xe 16 chỗ chuẩn bị đến đó kìa. Wow, có xe đi hoàng rồi. Có quà. Cậu có quà chứ ai có quà. Xe vô hàng là xe vô hàng. Là gia đa đến vô mậu luôn rồi. Ai nhận kìa. Rồi luôn theo luôn đó nha ơi. Ở giao hàng luôn đến phía mậu. Rồi hôm nay nhiều điều muốn trời dữ ta. Hôm qua em nghe nói là có mua như vậy. Ủa giờ máy lạnh đến ngay chỗ này hả? Chắc là đèn năng lượng hoặc là cái chân. Một là đèn năng lượng, hai là cái chân ảnh. Ba là cái máy lạnh. Trong cái nhà. Ở cái này giao gì anh? Hai bức tranh đó anh. Wow. Giao hai bức tranh. Hiện tại là giao hàng La Mo đang giao hai cái bức tranh. Wow. Quá bất ngờ luôn. Lên cho tôi bi luôn á. Người ta đang vô á, để cho người ta nhận. Bây giờ đợi chủ nhân mới ra nhận. Quay ảnh đi, bây giờ mình quay ảnh. Ôi trời ơi. Bây giờ mở cửa ra cho xem hình thôi. Không, xem thôi. Cho nhá hàng tí xíu em, nhá hàng tí xíu đi. Trời ơi. Cái gì vậy hả ông? Không thấy cái gì hết. Mấy ông này là gì? Thảo thì nhìn đếm anh đếm luôn kìa. Tấm ảnh là khủng luôn nha. Chưa vô được luôn á. Cái khủng quá là to luôn nè. Giao hàng cho cậu luôn nè. Thấy gì đâu. Rồi cho ta đóng cửa kìa. Nhốt mấy ông lại giờ. Giá hàng cái kiểu gì. Trời ơi. Có hai bức tranh với mấy cái khung. Chưa. Trời ơi, bà giỏi ra ngoài luôn. Chủ nhân đi siêu xe tới kìa. Đến luôn hả? Chắc, chắc là anh đang chờ Duy Minh với Nhật Xuân Niêu phải không? Biết đó. Đây ai tới. À chắc vậy quá. Em là bên chở thuê thôi. Anh mình chở từ đâu? Ở Sài Gòn hay sao anh? Ở đây chi vậy? Ai biết. Hôm nay mình để xuống thôi. Mở cửa cái nhà vô. Ghê không? Rồi giờ mình mở cái này nhờ, giờ đi vô trong kia hết rồi. Giờ mở cái nữa anh ơi. Thôi được rồi, ta vô tới. Ta vô tới. Rồi, hai bức tranh to nha. Hiện tại thì đang có một cái món quà rất là lớn luôn nha các cô chú. Đây là chiếc xe này ha. Và đang chờ người nhận nha. Không biết là người nhận là ai. Nhưng mà xe này nãy các anh em cũng đã biết được. Có hai bức tranh rất là lớn. Cùng với là những cái chân để tràn hoa nha. Đó. Hiện tại là đang chờ nha. Đang chờ. Wow. Thôi bây giờ mình vô mình phỏng vấn ca sĩ đi. Ca sĩ ở trong kia. Đúng rồi. Hay là đi rồi. Chắc đi rồi quá. Chắc anh đi rồi. Ủa, ca sĩ đi à hả? Ca sĩ trong. Wow. À, anh ca sĩ đi. Anh ca sĩ gì vậy? Ca sĩ nãy nói mình quên. Không phải ca sĩ, bạn của ca sĩ. À, bạn của ca sĩ. Rồi, anh Vinh Tâm là gì anh? Đi tới ca của em là Vinh Tâm.
Tháng này em đăng TikTok của em luôn anh. Chứ bây giờ nháo đại nha anh. Anh nháo độ một câu thôi. Anh này tên là Quỳnh Thanh Hiền. Quà tới. Nhận hàng tới. Ủa thấy không, bởi vậy anh cũng là một nghệ sĩ mà anh giấu không mà. Anh giấu. Đây là chủ của bức tranh hay sao anh? Không phải. Không, nghệ sĩ, không. Nghệ sĩ nha. À, quay tràng đấy. Wow. Bây giờ anh rồi, cho em đi quay tí xíu nha. Rồi, cho anh đi quay tí xíu. À, quay cái này. Quay anh. Hiện tại thì em phải phát hiện có hai bức tranh ở trong. Nó đang nằm ở dưới. Nó đang nằm ở dưới nhưng mà không được xem. Này là mình cúng cơm xế đúng không anh? Cơm chay. Ủa bữa nay anh nhịp sống em cái này là mình chở từ Sài Gòn hay sao? À cái đó là Diễn Nhiên. Hậu nói là ở trong là quá trời. Ăn chay rồi nước xăm bổ lượng. Đó thì trời đây. Đầy đủ luôn nè. Hai bịch luôn, đây nữa nè. Đó, trời trời. Hình như là có nước xăm nữa kìa. Rồi chay với nước xăm luôn. Hình như là mấy anh ca sĩ hai bịch luôn. Để cả nhà. Gì đó. Trời luôn. Cơm hả? Chú Tiểu em có ý kiến gì không chú Tiểu? Ý kiến gì trời? Ồ, quá nhiều luôn cả nhà ơi. Vô, 30 phần nha, 30 phần cơm. Chào em. Trời đất ơi, chà hâm dọa tới 15 mớ luôn. Đó, bây giờ chị đang ở đây á. Không có gia đình em đây. Nhờ có được nhiều quý vị khán giả. Giờ xe là thấy bức tranh bí ẩn. Tại là vẫn chưa thấy được hai bức tranh giao nhau. Qua cái clip đi. Những cái clip tiếp theo nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ 30 cái đầu cơm chay. Bây giờ là các anh em chuẩn bị mang những phần cơm chay này vào để cúng cho cậu Năm. Đó. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Like cũng được và đăng video cũng được.